Em tên là Phạm Thị Hồng Phúc, em đến từ Thái Bình và hiện tại là em đang học khóa 7 của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Chương trình em đang theo học thì là Business One ạ. Đây là lựa chọn thiết kế táo bạo của em bởi vì là gia đình em là đều làm bên nhà nước và bố mẹ cũng hướng là em đi làm theo nhà nước luôn. Thì giai đoạn đầu thì em cũng suy nghĩ là em cũng thích làm về nhà nước bởi vì là có công việc và mức lương cũng ổn định. Nhưng mà dần dần thì em thay đổi cái suy nghĩ và được biết đến thầy Tuấn thì em cảm thấy là em lựa chọn vào trường cũng là lựa chọn đúng đắn với em. Bố mẹ em là rất là tin tưởng em bởi vì là em cũng hạnh phúc bởi vì là có người bố mẹ rất là tin tưởng, nên là khi mà biết đến được trường thì thực sự là phải tức là nói chuyện và trong một thời gian cũng không lâu lắm, bởi vì là lúc đấy em vào trường là trong giai đoạn là cũng gấp thời gian cuối của trường tuyển sinh, nên là lúc đấy là bố mẹ cũng khá là bất ngờ bởi vì là em đã lựa chọn thay đổi một cách khoảng là 180 độ luôn ạ. Nên là cảm giác là lúc đấy bố mẹ đồng ý cho em học tại trường thì em lấy là bất ngờ và em rất là vui mừng ạ. Dạ có, bởi vì là em cũng đi học xa bởi vì từ năm cấp 3 thì cũng xa bố mẹ, nhưng mà khi mà vào đây thì được ở chung với các bạn thì được cảm giác là mình sẽ phải học cách được sống chung, học chung sống với mọi người, thì cảm giác là cũng có đôi lúc là mình có gặp khó khăn bởi vì là mình cái cách mình sống với lại các mọi người sống thì cũng sẽ không có được hòa hợp, nên là nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thì em có thể thay đổi và có thể sống hòa đồng với các bạn trong phòng và tất cả mọi người ở trong trường. Bản thân em thì cũng là người khá là suy nghĩ khá nhiều, nhưng mà khi mà gặp những khó khăn đấy thì chủ yếu là một mình em tự giải quyết hết, và có những người bạn thực sự là đồng hành với em từ khi em học cấp 1, nên là khi mà nói chuyện và có được bạn giúp đỡ và có thể thay đổi được suy nghĩ của em thì em thấy khá là vui, bởi vì là có người bạn và bố mẹ em cũng em cũng tâm sự bố mẹ em nhiều lắm, nên là cảm giác là được bố mẹ giúp đỡ thì nên là có thể suy nghĩ được. Gần nhất thì là các anh quản lý, và cứ khó khăn là có thể gặp anh Chiến, em cũng hay nói chuyện với anh Chiến riêng đó. Nên là cảm giác là có thể được giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn. Tiếp xúc được với những con người giá trị, và cảm giác là em còn phải học hỏi rất là nhiều, bởi vì là mình những gì mình biết là mình chỉ biết khoảng rất là ít luôn, nên là khi mà ở trong đây thì cảm giác là em cần phải học rất là nhiều, tức là em thay đổi, tức là cảm giác là mình phải em muốn được thử một lần là dám đối mặt với khó khăn và những cái rủi ro, cảm giác là dấn thân vào được kinh doanh, một cái nghề kinh doanh rất là khó. Bình thường thì kinh doanh thì cứ tưởng là bán hàng thôi ạ, nhưng mà khi mà vào thì có thể phải nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về thị trường nhiều thứ, nên là cảm giác là khi mà làm ở trong đây thì mình không phải thế mạnh của mình, nên là khi mà đối diện với nó thì em vẫn còn lo sợ. Nhưng mà học được tiếp xúc với các mọi người và được học thầy Tuấn thì em cảm thấy là em chắc chắn là em sẽ phải vượt qua những khó khăn này và cố gắng vượt qua trong tương lai ạ. 3 tính từ để miêu tả bản thân em thì là vẫn là tự tin, vui vẻ và năng động. Dạ có, em chắc chắn sẽ vẫn chọn trường doanh nhân ạ, bởi vì là em cảm giác là đây là một cái sự thay đổi của em lớn nhất trong cuộc đời em từ trước đến giờ, và cảm giác là nếu mà được chọn lại thì em chắc chắn vẫn là chọn trường doanh nhân ạ. Đối với em thì hiện tại là em vẫn muốn là được trải nghiệm nhiều hơn, và em không đặt cách là mình mất gì nhiều, tức là em sẽ muốn là em nhận gì nhiều hơn, và em sẽ tự hỏi mình là mình có thực sự hạnh phúc với những gì mình đang trải qua không. Em muốn gửi gắm tới bản thân mình trong tương lai đấy là phải cố gắng lên, bởi vì là mình vẫn còn trẻ và hiện tại là ước mơ của mình vẫn còn đang để đấy. Không thể nào mà mình đặt ước mơ ra và để yên đó được. Tức là thay vì mình ngủ với những giấc mơ thì mình hãy đứng dậy và thực hiện nó.